hãng thông tấn UPI loan tin một người đàn ông liều mình cứu sống một chú thỏ khỏi một đám cháy dữ dội gần đang diễn ra tại miền Nam California. Tất cả sự việc được một số người di tản trong đám cháy vô tình ghi nhận lại trên camera. Camera ghi nhận hình ảnh của một người đàn ông trên xa lộ 1 tại Count Conchita đang cố cứu một chú thỏ khỏi chạy vào đám cháy dữ tận tại Nam California với tên Thomas Fire. Người này cố cứu lấy chú thỏ khỏi chạy vào hướng đang cháy và camera ghi nhận được niềm vui mừng của anh khi cứu được chú thỏ này. Ngọn lửa Thomas Fire hiện cháy trên 100.000 hectare trên khắp miền Nam California.